Hello, xin chào mọi người, mình là Story. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Như đã hứa ở video trước thì video này mình sẽ làm giveaway. Thì giveaway của mình gồm những gì? Hãy xem tiếp video nhé. Đầu tiên là cuốn vở của Clones. Và cuốn vở này thì mình có 3 màu khác nhau. Và bút của Kakurins. Bút của Kakurins. Cái sticker này á, thì là do mình random nên là các sticker ở trong đây rất là nhiều stick khác nhau, các bạn có thể làm nhiều mẫu. Đây là cuốn sổ caro của Clones và chất liệu giấy khá là dày, mình thích màu xanh nên là mình đã mua cái bìa màu xanh này. Và tiếp theo thì đó là bút của Kako Greens, mình đã chọn 5 màu an toàn nhất cho các bạn. Đối với Kako Greens thì Kako Greens có rất là nhiều màu, màu đậm và màu nhạt, nhưng mà mình lựa chọn 5 màu này là 5 màu có thể dễ sử dụng nhất và nó đảm bảo rằng nó không bị quá chói lòa và quá đậm. Mình sợ là các bạn không thích thôi chứ mình có thể lựa chọn các màu khác mà, đúng không? Mình rất thích các em này luôn, bởi vì khi mà các bạn ghi trên giấy ấy, mực da rất là đều và trơn, khiến các chữ của các bạn ấy, nó nét nào ra nét đấy và nhìn tôn cái chữ của bạn lên rất là nhiều, không phải mình khen đâu. 3 bạn may mắn nhất thì sẽ nhận được giveaway nhé. Thì sau khi 2 ngày video này lên sóng thì mình sẽ chốt lại những bình luận mà mình thấy hay nhất và tặng giveaway cho 3 bạn. Và mình sẽ công bố ở trên kênh YouTube của mình luôn, lẫn cả Instagram. Thì các bạn hãy like, subscribe và share video của mình để ủng hộ cho mình nhé. Tiếp theo đấy không phải là chuyên mục review bút đâu, đấy là chuyên mục mà mình giúp đỡ cho các bạn trong việc ghi chép cẩn thận hơn. Nó không phải là cẩn thận hơn mà là ghi chép hệ thống hóa lại những cái công thức mà các bạn đã học. Nó sẽ đúng hơn, đúng không? Hệ thống hóa lại những việc mà bạn đã học rất là quan trọng. Hiện tại thì mình chỉ nói bên công thức của toán thôi nhé, còn mấy môn kia mình không có nhắc tới. Thì đối với toán, mỗi bài các bạn học sẽ có một công thức riêng. Và rất là nhiều bài như vậy, trong quá trình mà các bạn thi hoặc cuối kỳ, các bạn phải hệ thống rất là nhiều thứ. Thay vào đấy thì các bạn trong những thời gian rảnh hoặc thời gian học ấy, thì các bạn nên tạo ra một quyển vở riêng hoặc là có những cái tờ giấy nốt riêng ấy, các bạn ghi cái công thức của các bạn học ra lên trên đấy. Và sau khi mà các bạn cần học hay là các bạn cần nhớ thì các bạn chỉ cần mang cái quyển vở đó thôi, chứ không cần lật quá nhiều trang vở. Nhiều lúc ấy, mình nhớ ngày xưa lúc mà mình còn đi học ấy, nhiều lúc dở trang, không biết là mình ghi ở trang nào và mình ghi ở quyển nào nữa. Bởi vì hồi đấy học toán ấy, còn đến 4 quyển, gồm toán đại số, bài tập đại số, hình học và bài tập hình học. Thế nên là nhiều lúc mà mình nốt ấy, mình không nhớ là mình đang ghi ở phần nào. Thế nên là cái việc mà các bạn có thể ghi ra một cái quyển vở riêng, hệ thống hóa lại những cái công thức để khi mà các bạn ôn tập cuối kỳ nó sẽ dễ dàng hơn. Lâu lắm rồi mình không làm toán nữa nên là khi mà mình hệ thống hóa lại công thức như thế này có thể là nó bị sai đấy. Và mình vẫn nhớ cái các góc của tam giác thường là góc A, góc B, góc C, một vài công thức đơn giản. Còn để nhớ hết được chắc mình không phải là thiên tài, đúng không? Và tam giác cân đến rồi. Cái cân thì lúc không cân thì nhẹ, lúc cân thì nặng. Đó là lý do tại sao rất là nhiều bạn ghét tam giác cân. Hồi trước thì mình mới học tam giác cân thì mình thấy ôi dạ khá là dễ. Nhưng mà khi mà nó gặp nhiều quá nhiều bài tập thi này, bài tập về nhà này, bài tập rất là nhiều bài tập, mình cảm thấy ớn tam giác cân rồi đấy. Và nhiều lúc ấy mình thi thì không đạt như kết quả mong muốn nên mình không thích tam giác cân cho lắm. Cân mà không cân bằng, toàn cân nhẹ không à. Và bên kia thì mình có ghi sai ấy, cái phần dấu suy ra ấy, thì nó ở phía dưới tam giác cân nhá. AB bằng CD, tam giác cân cân tại A và góc B bằng góc C nhá. Hãy cẩn thận. Nhiều lúc thì công thức của mình chỉ hệ thống hóa lại một mức mà mình có thể nhớ được thôi, chứ mình không có thể nhớ được tất cả mọi thứ. Đối với các bạn, mọi người nghĩ là học toán nó không có áp dụng nhiều đúng không? Nhưng mà các bạn cảm thấy không, khi mà các bạn học những cái hình như thế này, kể cả hình học không gian ấy, nó giúp đỡ cho các bạn rất là nhiều. Học toán thì giúp cho các bạn tư duy của các bạn tốt hơn và giúp cho các bạn những cái suy nghĩ của bạn logic hơn. Về việc học hình và học hình học không gian ấy, nhiều bạn không có thích và nói là nó không có áp dụng được. Không có đâu, nó áp dụng rất là nhiều thứ luôn. Lý do tại vì sao ấy, bởi vì
các ngành kiến trúc hoặc những ngành xây dựng ấy, và những nhiều ngành nữa thì áp dụng cái môn toán rất là nhiều, kể cả lý nữa, hóa nữa. Nhìn có vẻ không không có gì quan trọng, nhưng mà khi mà các bạn chuyên về một ngành gì đấy, các bạn nó thấy là rất là hữu dụng. Có một vài bạn nói chị take note kiểu chữ cho cấp 2 đi, chị mà ghi kiểu chữ take note như chị thì cô giáo đập chết. Ơi, cái này cô giáo không đập chết đâu, cô giáo chỉ mắng các bạn thôi, làm gì mà đập chết các bạn được, đúng không? Và cái kiểu chữ màu đen đó là kiểu chữ mà mình sử dụng hồi mà mình còn học cấp 2 và học cấp 3 ấy. Sau này lên đại học thì mình mới chuyển qua một kiểu chữ khác nhá, chứ bình thường trước đó thì mình vẫn ghi kiểu chữ như thế này thôi. Có rất là nhiều bạn comment trong video của mình, đó là chị ơi, chị hãy làm một cái kiểu chữ mà cho cấp 2 ấy, vừa ghi đẹp, vừa nhanh, vừa gọn. Wow, các bạn thật xuất sắc. Ở những video trước thì mình có đề cập đến những cái kiểu chữ và cái phông chữ mà mình hay sử dụng trong Take Notes. Và rất là nhiều bạn cũng thắc mắc, cũng hỏi mình là ở trường của em ấy, học cấp 2 ấy, thì thầy cô không cho viết những kiểu chữ ấy, nhưng mà viết tiêu đề thì vẫn được. Đối với mình thì ngày trước thì mình ghi kiểu chữ tiếng Việt thôi. Và đây là mình đang ghi kiểu chữ tiếng Việt của mình ngày xưa đấy. Và nó không có phải là phông hay là cái kiểu chữ nào cả. Mình chỉ là ghi chữ tiếng Việt thôi. Nó vừa tròn vừa ngắn vừa ú. Các bạn nhìn hơi mắc cười đúng không? Nhìn giống chữ con nít vậy. Thấy, vừa lòng các bạn. Hạ lòng hạ dạ của các bạn chưa? Chắc là ngồi cười ha ha rồi chứ gì. Nhìn các kiểu chữ kia nhìn rất là đẹp, còn nhìn kiểu chữ này nhìn hơi giống con nít ý. Nhưng mà đối với mình ý, đây là kiểu chữ tiếng Việt mà mình rất là thích, và mình yêu nó từ rất là nhỏ luôn. Hồi nhỏ của mình ý, thì khi mà mình ghi, mình bắt đầu ghi chữ ý, chữ của mình nghiêng về bên trái rất là nhiều. Có nghĩa là chữ H của mình ý, với chữ L ý, hay bị quẹo bên trái lắm. Nhìn nó dị kinh khủng. Sau khoảng thời gian đấy thì mình chuyển qua viết kiểu chữ dài và thon. Có nghĩa là nhấn là môn văn ấy, mình sẽ ghi kiểu đấy, bởi vì ghi nó rất là nhanh, tốc độ nhanh khủng khiếp luôn, và không bị mỏi tay, chữ lại đẹp nữa. Nhưng mà dù gì đi chăng nữa mình vẫn sử dụng kiểu chữ này, bởi vì nó là kiểu chữ của mình, nó ghi nhanh và đẹp, mình cảm thấy đẹp ấy. Còn mọi người thì hay gọi là chữ của con nít, nên là mình ngại quá các bạn. Nếu như trường học của các bạn không cho các bạn luyện hoặc là viết cái kiểu chữ mà các bạn đang học hỏi ấy, thì các bạn hãy ghi kiểu chữ tiếng Việt. Kiểu chữ tiếng Việt của chúng ta rất là đẹp đúng không? Có rất là nhiều bạn ghi kiểu chữ tiếng Việt rất là đẹp. Và nếu như các bạn chữ không được đẹp, đừng có quá tự ti, các bạn hãy update chữ của các bạn lên một tầm cao mới. Nếu không đẹp thì hãy update lên cho nó đẹp. Còn nếu đã đẹp rồi thì cho nó đẹp hơn nữa. Và các bạn có thể học hỏi từ từ và take note riêng một cái quyển ở nhà, những cái công thức hoặc là những cái từ mà các bạn học tiếng Anh chẳng hạn này, ghi vào quyển sổ, các bạn có thể luyện chữ và luyện viết, viết đến những tờ giấy khác để các bạn học. Đâu nhất thiết là các bạn phải ghi trên quyển vở đấy, đúng không? Và đây là kiểu chữ mà hồi nhỏ của mình đấy. Các bạn cũng thấy mắc cười không? Sau này mình mới update các kiểu chữ khác, nhưng mà mình vẫn sử dụng cái kiểu chữ này cho những cái đoạn văn dài, bởi vì viết nó không có mỏi tay. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình ngày hôm nay, và cũng cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình trong một thời gian vừa qua. Và đừng quên rằng là mình có 3 giveaway cho 3 bạn may mắn nhất nhé. Mình sẽ ra video vào mỗi tuần, và hãy like và subscribe để ủng hộ cho channel của mình nhé. Yêu tất cả mọi người. Yêu.